Ủa anh có thấy số tiền em để trong tủ đâu không? Nhà này có hai người, em hỏi gì ngộ vậy? Đó, tiền chữa bệnh của ba đó, anh có lấy trả em đi. Ủa, trong đó cũng có tiền của anh mà. Tụi mình đi làm cực khổ, mà bây giờ em đem tiền em đi chữa bệnh cho ba hết, đâu có được. Rớt cuộc nó ở đâu? Mắc mớ gì em phải lớn tiếng với anh? Anh đem cho bạn mượn rồi. Anh trả lại ngay cho em. Đủ rồi nha, cô đừng có làm tôi mất mặt á. Bạn bè tôi á, ai cũng nói tôi giàu hết trơn á. Bây giờ có mấy đồng lẻ mà không cho mượn, bộ nó cười cho thúi mặt tôi hả? Đó là số tiền vết cạn này đó. Anh vì chút sĩ diện ảo mà đánh mất chị Hiếu à? Tôi không cần biết, bây giờ khi nào nó trả thì tôi đưa. Vậy bệnh tình của ba anh tính sao? Ủa, đó là ba cô mà, thì cô lo đi chứ. Tâm, chưa về nữa hả con? Ba con đang gấp lắm. Ủa, ê, alo. Ủa, ba con bị sao mẹ? Ba con bị té, đưa vô bệnh viện, người ta nói mổ gấp. Dạ, dạ, dạ. Ủa, sao lúc nãy em nói? Nãy giờ, tôi có nói là ba tôi đâu. Đi vô bệnh viện với anh. Giờ tôi mới thấu hiểu con người của anh đó. Ba anh thì anh tự lo đi. Ủa, em nói gì kỳ vậy? Đó cũng là ba mình mà, em cũng phải có trách nhiệm chứ. Ba mình? Ba anh thì tôi coi như người nhà. Thế còn ba tôi thì anh coi như người dân nước lã vậy. Việc gì tôi cũng có trách nhiệm chứ. Ba ơi, vợ chồng con gửi ba tiền ạ. Vậy bố thí cho kẻ ăn mày này đó hả? Dạ ba, năm nào hai chồng con cũng gửi ba bao nhiêu đó mà. Sao không phấn đấu gì hết vậy, không cố gắng cái gì hết vậy? Năm nào cũng có nhiêu đây hả? Ba ơi, năm nay tình hình làm ăn khó khăn, vợ chồng con chỉ tích góp được bao nhiêu đó thôi, ba thông cảm nha ba. Tao không cần. Ba, con xin lỗi ba. Đó, cầm đi. Dạ, con nghe này mẹ. Mẹ không cần tiền này đâu con. Mấy năm nay rồi tụi bay không có về nhà thăm hai cái thân già này. Bệnh ba mẹ chết hết rồi mới về sao? Dạ, con xin lỗi mẹ. Nhưng bây giờ con đã lấy chồng rồi, mà con về thì ai lo toan nhà chồng à mẹ? Sau này đừng để con gái nghe con. Con nợ mẹ một lời tạ. Không ấy, hai chồng mình về quê thăm ba mẹ nha em. Mình về rồi ai chăm cho ba? Rồi còn sắm sửa nhà cửa Tết nữa. Tiền lo nội ngoại hai bên, vợ chồng mình cũng phải tiết kiệm để sinh con nữa chứ. Thôi anh ạ. Ba không thể ích kỷ như các con mãi bên mình được. Yêu thương cũng cần được sẻ chia. Về nhà đi con. Con cảm ơn ba. Vì sao xa ơi, chẳng kể con nghe điều tra tiếc nuối. Từ lâu trôn dấu khi đã phải quên đam mê đời mình.